Tiếp theo là combo số 36 nha quý vị. Hai cây mai chiếu thủy ôm đá nằm trong chậu luôn. Ôm đá mà ép chậu luôn rồi nha quý vị, 300k nha. Cái chậu này đóng gói cẩn thận mà có bể nứt nẻ không có đền nha quý vị. Cái này là tôi ôm đá 6 tháng rồi nha quý vị, nó nằm ở trong đây nè. Nó ăn rễ ra đây vậy nè. Tôi nuôi trong cái chậu bự như vậy nè. Đó rồi tôi mới rút nó ra thôi nha quý vị. Đó mới rút nó ra nè, tôi mới lôi nó bươi đế ra nè. Tôi quấn chặt trong cục đá là nó cái cây hồi đó nó nhỏ xíu bây giờ nó bự cho bá luôn nè. Cây này đó mua cái cây không là 60 ngàn rồi ha. Quấn cục đá này vô nuôi 6 tháng rồi nè. Đó. Lấy ra bán cho quý vị ha. Đó. Lúc trước nó nhỏ xíu à. Bằng ống hút à mà giờ nó bự dày luôn nè. Trong cái thùng đường bự dữ lắm. Tôi để vô trong chậu này tôi bỏ đó tôi nuôi thí nghiệm á. Có hai cây duy nhất thôi. 300 một cặp ha quý vị. Đây một cây nha. Cây số 2 nè. À, thấy ghệ quái không? Muốn mua một cây nữa cũng có. Hồi đó tôi bán cái cây không gì nè, chưa có chậu mà chưa có đá là 220 hai cây nha quý vị. Đó. Bây giờ hàng này không có hàng nữa đâu. Cái loại mà ôm đá vô chậu vậy là không có, 6 tháng nữa mới có một cây vậy mà tôi cũng không có làm nha quý vị. Rồi vậy nha quý vị, một cặp này 300 á, cái lon bột cụm tỷ lệ nè. À. Đó, lá to nha, cái này lá to là nó mạnh dữ lắm nha quý vị. Ra miền Bắc á, là nó sống ok, trời lạnh nó vẫn sống tốt nha. Còn cái loại lá kim á, với lá chung là ra miền Bắc nó khó sống hơn. Còn cái này nó rất dễ sống nha. Rồi xuống luôn ha quý vị ha. Đá này là đá tai mèo nha quý vị. Xuống luôn quý vị ơi.